Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 11 tiếp tục làm việc thảo luận quán triệt nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết này, đồng thời góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đã có hơn 650 lượt ý kiến của các đại biểu phát biểu tại 40 tổ thảo luận. Qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất cao đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác xây dựng Đảng đã đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém có mặt kéo dài. Đáng lo ngại là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp. Công tác cán bộ, nhất là cấp trung ương, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ở nhiều nơi mang tính hình yếu kém, khuyết điểm vừa nêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc ban hành nghị quyết Trung ương 4 cho thấy Đảng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng xứng đáng với truyền thống vẻ vang là lực lượng tiên phong của dân tộc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Các đại biểu đã tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Thống nhất tập trung giải quyết 3 vấn đề cấp bách: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng với yêu cầu trước tình hình mới. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đại biểu đã nhất trí cao với nhóm giải pháp mà nghị quyết Trung ương 4 đã nêu ra, cho rằng cần chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có phương pháp và lộ trình thích hợp. Trong thảo luận, các đại biểu cũng đã liên hệ, đối chiếu, tự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn về những vấn đề thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng ở ngành, địa phương, đơn vị mình. Thảo luận chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, các đại biểu cho rằng để nghị quyết Trung ương 4 thực sự đi vào cuộc sống, phải coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt nhưng bình tĩnh, giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng kích động xuyên tạc, thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tổ chức cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế chính sách và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi trọng công tác kiểm tra giám sát, đề cao tự phê bình và phê bình. Các đại biểu cũng đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoàn thiện chính sách quy định để thực hiện nghị quyết, trong đó có các quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý, sử dụng, kiểm soát vốn và tài sản nhà nước, chống đặc quyền, đặc lợi, v.v. Làm việc tại hội trường, chiều nay, các đại biểu đã nghe phổ biến các dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương. Theo đó, về tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo các nội dung nghị quyết đã nêu. Cụ thể, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, từng đảng viên và người đứng đầu về những hạn chế, khuyết điểm, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí cán bộ, tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, cơ quan quản lý, đến sự phát triển của ngành, địa phương, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới noi theo, tập thể kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình sau, thực hiện nghiêm túc quy chế chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, kể cả ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đồng chí ủy viên các cấp hàng năm, Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Đảng bộ góp ý kiến và thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp. Xây dựng quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người 2 năm liền tín nhiệm thấp, không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét cho thôi giữ chức vụ, không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc hết tuổi công tác.
thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt cấp trên, nói chung phải qua chức vụ lãnh đạo quản lý chủ chốt ở cấp dưới. Ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát và hàng năm có báo cáo kết quả đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy mình quản lý trong việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, luật cán bộ công chức, luật viên chức. Các dự thảo kế hoạch cũng đã đề cập việc tổ chức phối hợp trong việc xem xét giải quyết những vụ việc có thông tin hoặc đơn thư phản ánh khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ việc bức xúc về đất đai, tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm. Cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp xây dựng thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân và các nội dung quan trọng khác.